Vừa làm cây hoa giấy, giờ đến lượt cây xanh này. Đến lúc phải xuống lá cho nó gọn gàng. Um tùm quá. Um tùm thì lại hóa lôi thôi các bác. Xem này có thể chia được tay nó khác gì không. Các bác nhé.
Đấy, em vừa mới tỉa với chia lại bông cho con này. Thì mỗi bông to bây giờ sẽ nhân lên thành mỗi bông to là thành 1/3 cái bông nhỏ. Đấy, và sau này đầy nữa thì sẽ chia tiếp. Bây giờ là có thể chia mỗi bông to thành 3 bông nhỏ rồi. Mỗi tay là đều có 3 bông. Duy nhất cái tay trên kia thì đang đây thì đang bị khuyết, nó lại cái ngọn bị khuyết thì đành phải chờ thôi, không biết làm thế nào. Tạm thời thế đã các bác, xem tí kết quả nha. Này, bãi chiến trường này, bãi chiến trường cả trước cả sau, trên lẫn dưới. Đấy, vẻ đẹp không, bán các bác nhỉ. Đấy, dăm bắt đầu hết rối và bắt đầu đi vào form nữa của mấy cái tay ở dưới này. Thế còn là đấy, những cái chỗ rối rối là phết hết cắt hết và chia, ít nhất là mỗi tay to phải có 3 cái tán nhỏ. Đấy, cái này thì đang chia nó ra rồi. Cái này cũng sẽ chia một cái bông to trên. Ví dụ đằng kia thì hơi đuối, thì hơi bị bóng cái bưởi trên. Đấy, ngọn thì đang lên rồi. Đấy. Đây là gì phết nhỉ? Rồi.